Nhà sư liền kể thêm ra, xin ông chớ tưởng tuổi già hết tu, thật tâm hướng thiện quầy đầu. Chỉ trong nhất khách được chầu Như Lai, ví dụ sắp chết ngày mai, bữa nay hối ngộ liền đài cũng lên. Tội do tâm nó tạo nên thì là phước cũng tâm đền được ngay. Tâm mê lạc cảnh trần ai, nếu như tâm giác Phật đài được qua. Giác mê bất luận trẻ già, chỉ người giác được hay là còn mê. Giác tu nhất khách Phật về, mê tu muôn thuở cũng là phàm phu. Thế nên đồng một trường tu, người thì phát huệ kẻ ngu suốt đời. Nhà sư vừa nói dứt lời, phú ông vừa cũng đồng thời phát tâm. Bắt đầu mẫu đạo quyền thâm, lợi danh gác bỏ chuyên tâm tu hành. Bao nhiêu tiền của đã dành, đem ra bố thí nhân sanh xa gần. Vừa làm nuôi sống xác thân, vừa đi khuyên giải nhân dân tu hiền. Thôn quê cho đến thị tiền, nhờ ông mà tạo phước duyên rất nhiều. Liền vào ở một buổi chiều, hào quang sáng rực trên lều phú ông. Người gần thấy giả đến trong, thì ra thấy xác phú ông đang ngồi. Nhưng ông đã nhập tịch rồi, chắp tay vào ngực thân ngồi nghiêm trang. Trên đầu phóng một hào quang, hào quang ấy rọi trên ngàn dặm cao. Người gần xa xúm lại nhau, chắp tay quỳ xuống thì thào vái vang. Trẻ già cũng một lời rằng, phú ông đã nhập niết bàn không sai. Lời này thâu đến gai trái, lòng vừa cảm phục vừa quay đường lành. Phú ông nhờ có tâm thành, cho nên nhất khắc tu hành được siêu. Phật rằng con xét bấy nhiêu, tánh tham bỏ được đủ siêu Phật đài. Chữ tham ấy của trần ai, khác hơn tham vượt khỏi ngoài trầm luân. Nghe lời Phật nhắc tiền thân, khiến lòng đây bắt bần khuân trăm chiều. Xưa đây như thế còn siêu, thì ai cũng có thể tiêu tội tình. Đọ siêu gì cũng tại mình, giác tâm là Phật, mê tình là ma. Nghĩ rồi đây mới thưa ra, kiếp xưa con cũng vẫn là phàm phu. Phật liền nói huệ với ngu, cũng như ngũ thức các nào ơi con. Hồng kia chát bởi còn non, chín rồi hồng ngót chát còn đâu xanh. Trước hùng sao biết làm lành, việc hùng xưa đã tan tành còn chi. Phú ông xưa đã mê si, sau khi giác ngộ mê gì cũng tan. Xưa kia con cũng phàm gian, nhờ tâm giác ngộ sen vàng được lên. Thật ra mỗi việc hư nên, do tâm chứ có bắt đền nơi ai. Phú ông xưa với hiện nay cũng là con, chẳng phải ai xen vào. Từ bi đã nguyện trùm bao, xưa nay vẫn một khác nào ơi con.
khổ lao sanh chung nếu còn, thì còn chuyển kiếp chiều loàn đổ dân, cứu đời dù phải quên thân. Cũng vui chẳng chút ngại ngần ơi con, ngày nay gặp cuộc héo von lời nguyền xưa mất hay còn thấy ngay. Thấy con đang tuổi còn trai, một lòng đạo pháp hoằng khai không sờn, cho nên từ chốn kiếm sơn lời lành Phật chuyển để con thêm tường, lối đi rất có muôn đường. Chọn đường đi tới Tây Phương kẻo lầm, con ơi Ngọc Ân khó tầm, đường chân khó kiếm, đạo tâm khó mò. Chúng sanh nghiệp chướng quá to, ngăn che trí huệ khiến cho sai lầm, trừ xong nghiệp chướng nơi tâm, thấy chân diện mục rõ mầm bổn lai, còn ngắn còn thấy trong ngoài rút ngăn, chỉ một hình hài rộng không. Đến đây Phật cất giọng đồng ngâm lên bài kể của lòng như sao, bóng hình đâu chẳng thấy, khi thấy rõ bóng hình vuông tròn đều cũ túc, dáng vật chi tối linh. Dứt lời thanh thoát ngọt ngào, đây liền mất niệm cúi đầu cảm ơn. Nếu như chẳng có sâu duyên trong đời, mạt pháp kệ chân khó tường, vì yêu ba tánh thập phương từ bi, lấy kệ khai đường mê ly. Ẩn sâu biển thẳm khó bì, đời con biết phải lấy gì đáp xong. Qua vui tràn ngập cõi lòng, đồng thời lệ cũng lưng trồng khó ngăn. Trong lòng vừa thấy băn khoăn, liền nghe lời Phật báo rằng con ơi, trời soi là phận ánh trời, người không phi ánh sáng thời là ngoan. Đã qua được giấc mong tràn, gọi người chưa thức nào toán mong đền. Nếu như ân Phật không quên, thì điều Phật bảo khá nên nghe lời. Tỉnh xong được giấc mong đời, sẽ cùng Phật thức coi trời bình minh. Khi mê cảm thấy nặng mình, tỉnh rồi toàn thể như phình nhẹ ra. Vì người mắc bệnh thấy lòa, chứ đèn một sắc đâu ra nhiều màu. Loạn tâm thấy việc loạn vào, thật ra thì có việc nào loạn đâu. Xét cho thấy rõ đuôi đầu, vọng tâm là gốc khổ sầu chúng sanh. Vọng tâm chưa được bình thanh, thì điều sầu khổ còn sanh ra hoài. Dẫu nằm bên cạnh Phật đài, vọng tâm chưa dứt nạn tai khó trừ. Phật đài vốn cảnh chân như, cảnh chân như ấy cho người như chân, cảnh và người chẳng kém hơn. Nếu người kém cảnh không gần được đâu, tu mau hay đã tu lâu, chân như chưa đạt sở cầu chưa nên. Đời tàn càng đến gấp bên, thì chân như ấy càng nên giữ lòng. Chắc chua lắm giả bưởi bồng, đạo thì lỗi đạo đời không mê mãn đời. Con ơi không những nạn
trời, chúng sanh còn chịu nạn người đã đoan. Sấm đâu lại bỗng nổ vang, trẻ già bất tỉnh mê mang sắc hồn. Tay bay quả gửi dập dòng, tài ba thay mây cũng khôn ngăn ngừa. Chết nằm trong nắng trong mưa, chết trôi theo gió, chết đùa theo mây. Chết do máy tạo chuyện xây, chết vì những loại súng gây tai nạn. Chết nào bằng chết ôn hoàng, nhưng thua cái chết khổ khăn khí trời. Chúng sanh mạng sông ngắn rồi, còn làm ngắn nữa vô hồi đau thương. Cũng nên đồng ý cải lương, để cho mau được bớt đường nan tay. Mở tình yêu khắp nhân loài, giúp nhau cuộc sống được dài thêm ra. Giận nhau mấy cũng nên tha, thù nhau mấy cũng nên hòa tốt hơn. Hơn người tất bị người hờn, ghét người người ghét không hơn được người. Hòa nhau cho được vui cười, hơn là thù ghét suốt đời âu lo. Mình no người khác cũng no, sự vui ấy có chỉ so sánh bằng. Dục tâm ấy cũng ráng dằn dằn, cho đến dứt tuyệt căn không còn. Tình yêu nhân loại chẳng mòn, sánh cùng chư Phật đâu còn chỗ sai. Thương người như thể chân tay, ở trong thế giới hết ai sanh rầy. Sự tu chính ở chỗ này, cho nên cần khắp nhân loại biết tu. Người khôn nhiều dắt kẻ ngu, giàu thì giúp có là tu thật lòng. Giả tu thì có rất đông, thật tu lập kỹ ra không mấy người. Giả tu nên thế gian cười, thật tu ai dám đem lời ngạo khinh. Giả tu nên Phật tông linh, thật tu sẽ thấy Phật minh vô cùng. Bị người tu dối lạm dùng, khiến cho ba tánh ngại ngùng đường tu. Lâu rồi cửa đạo mờ lu, một con sâu bướm làm sầu nồi canh. Thấy hư bỏ luôn sao, đành ra tay sửa lại cho thành tốt tươi. Đạo khai chẳng cứu được người, đâu còn ý nghĩa tuyệt vời ơi con. Thấy ai tâm đạo mỏi mòn, sợ lo như mẹ thấy con đắm thuyền. Tốn bao nhiêu của nhiêu tiền, cũng vui miệng cứu con lên tới bờ. Con ơi nếu trễ thời cơ, chúng sanh như nước vỡ bờ khó ngăn. Sớm khuyên đời biết ăn năn, sớm làm bớt được những lần đáng tên. Còn nghe những tiếng khóc rên, thì người tâm đạo chưa nên yên ngồi. Ra công tô điểm đắp bồi, cho nền Phật Pháp được hồi phục hưng. Đạo màu tràn ngập trong dân, hòa bình trở lại thôn lân vui dày. Trò không thẹn mặt với thầy, thầy trò xúm họp là ngày an cư. Tuy rằng nhà cửa rách hư, đồng tâm sửa chữa tốt như buổi đầu. Mặc ai làm nói tơ cầu, phận chân đệ tử một câu trung thành. Bỏ thân mây lượt
cũng đành đường tu tuyệt đối hy sanh trọn đời. Nhớ rằng khi thở một hơi, một câu niệm Phật đừng rời trong tâm. Việc chi muốn khỏi sai lầm, trước khi làm nhớ để tâm suy lường. Nếu là công việc thiện lương, cứ làm mặc kẻ đón đường ngăn sông. Thấy ai khổ biết đóng lòng, nghe người nói đạo như rồng gặp mây. Biết công ráng sửa cho ngay hiểu lầm, cố sức đổi xoay khỏi lầm. Ngủ mê đến mấy triệu năm, thức trong chốc lát đủ làm sáng ra. Chớ lo trí huệ còn xa, đèn khi châm lửa thì nhà sáng trưng. Một khi bên nước đến gần, tức thời thấy rõ toàn thân của mình. Chớ cho sao lãng chân tình, quả kia sẽ kết cho mình nay mai. Con ơi gương bụi đóng dài, muốn mau trong phải lao ngày lao đêm. Tại mình không nỗ lực thêm, chứ không phải tại gương hèm ai đâu. Tánh gương trong sáng từ lâu, bụi mờ gương có mờ đâu bao giờ. Phật cơ vốn ở tâm cơ, tâm cơ mở được Phật thờ linh ngay. Tại mình chẳng phải tại ai, không cao trong cứ dồi ngoài sao nên. Muốn cao mà chẳng leo lên, cách sao chẳng thấy rộng thênh bầu trời. Phàm tâm ôm mãi không rời, làm sao thấy được con người thanh tâm. Gốc mê ba tâm quá thâm, mộng trong giấc mộng lỗi lầm càng to. Bảo nên bưng gốc không lo, cứ lo chặt nhanh bao giờ cho xong. Tội do lòng chẳng sửa lòng, tu như thế đó uổng công bất thành. Sáu căn nếu chẳng trọn lành, thì là không thể hoàn thành sáu tông. Phải làm cho lặng biển lòng, mới nhìn thấy được mắt rồng uy nghi. Tâm còn thay mấy mê si, như trăng mấy án làm gì thấy ra. Khắp trong ba tánh trẻ già, tự mình xét lấy tất là hiểu ngay. Lòng mình hiểu hơn ai. Khỏi cần phải hỏi người ngoài làm chi. Quy y mà được hành y, đạo nào cũng đắc quả chia cũng thành. Còn tu mà chẳng chịu hành, như trồng không tưới cõi ngành heo khô. Miệng mô chẳng chịu mô, mô bao nhiêu cũng như hồ mắt mưa. Dân hương cũng Phật sớm trưa, thành tâm rồi sẽ tay đưa lên đầu. Lại hay không chẳng chấp đâu, chỉ cần người thật tâm cầu Như Lai. Những người trước Phật lại dạy, về nhà làm ác Phật ngài đâu vui. Tóm thâu vơ vét của người, đem ra cung Phật, Phật trời chứng đâu. Phật trời hiểu rộng thấy sâu, người nên thành ý chớ âu làm trò. Của mình một tí đem cho, giá hơn của cướp mấy kho xôi vàng. Phật là khắp cả thế gian, muốn dẫn cho Phật phải sáng cho người. Người xong thì Phật cũng rồi, bỏ người theo Phật, Phật
trời cũng xa. Xưa kia còn nhớ Thích Ca, vật chi cũng bố thí ra cho người. Đạo cao nhờ rộng độ đời, bởi đời không đổ trái lời từ bi. Lối tu im thế bỏ đi, cần nên hỗn tục tùy nghi đổ đời. Bằng tiền, bằng sức, bằng lời, bằng nhiều phương tiện giúp người tỉnh mê. Ở quê thì dùng lối quê, ở thành thì phải cần thuê lối thành. Tùy thời quá độ nhân sanh, văn minh phải lấy văn minh độ người. Văn minh đạo khác hơn đời, đời thời minh giả đạo thời minh chân. Đời minh chỉ ở xác thân, đạo minh vật chất tinh thần cả hai. Đem mình trong độ mình, ngoài độ người thì phải cho hay hơn người. Vào đời mới độ được đời, cột con muốn bắt phải chuối hang hùm. Chẳng tùng sanh chung hợp sum, khó làm cho họ quy tùng đường tu. Độ khôn chỉ mất một xu, độ ngu phải tốn mấy lưu đồng tiền. Độ khôn chỉ nói một dòng, độ ngu phải thuyết mấy chồng kể kinh. Chớ quên ca nước chim cành, độ người phải nhắm cảnh tình người ta. Bệnh nào thuốc nấy cho hòa, y sư tùy chứng cho toa kéo lầm. Chúng sanh còn lâm chấp tâm, nếu không khéo đổ sẽ làm mất duyên. Tục làm cho trở nên tiên, khó hơn bao vượng đừng chuyện trên cây. Cho nên từ trước đến nay, tu nhiều nhưng rất ít ai được thành. Không tìm ra được mối manh gỡ, cho đến chết rối đánh vẫn còn. Biết rồi dễ lắm ơi con, chưa thông rất khó như lòn trong gai. Chớ nên chế nhạo một ai, khi mù ai cũng lấy tay mà rờ. Chưa xem nên mới còn ngờ, thấy rồi đâu có bao giờ sanh nghi. Đạo nghe rồi thực hành đi, hành cho đúng cách quyền vi sẽ tường. Bảo tu vì bởi yêu thương của trần chẳng hướng, còn lường gạt ai tử sanh. Phật đã đứng ngoài nhìn vào sanh tử muôn loài, thương tâm hết lầm dắt kẻ còn lầm. Mù không nghe sáng đường tầm sao ra. Bảo tu như lửa cháy nhà, chứ đâu phải việc ngâm nga giải buồn kể kinh. Nhiều kẻ đọc xuống như chim học nói, như luồng gió qua. Không tìm nghĩa Phật thuyết ra, làm sao hiểu chỗ sâu xa nhiệm màu. Lắm người nói đã tu lâu, chỉ tu ở bộ sòng nâu bề ngoài. Miệng cay mà chẳng tâm cay, đau trong mà cứ chữa ngoài sao tiêu. Nói sao làm vậy một chiều, miệng tu lòng cũng tu theo tất thành. Người sanh ở cõi lành, kẻ hung thì phải sanh thành cõi hung. Giả tu cõi Phật khó chung, chung sanh cần phải thật lòng nhập môn. Thật hồn thì được con hồn, thật thân thì được giữ thân lâu dài.
ở trong đời bất luận ai dài đời tất phải đầu thai trong đời. Của dây thì phải trả lời, nay ăn một miếng mai thời trả hai. Hiện thời chịu lắm nàng tai tội, nơi tiện kiếp đã dai quá nhiều. Sướng bao nhiêu khổ bấy nhiêu, vui trong nghiệp ác là điều không vui. Quả nào là quả chẳng mùi, nghiệp nào là nghiệp chẳng hồi trả đưa. Đời tàn như giông gặp mưa, trả dài trước mắt không chờ đợi lâu. Lưới trời thưa chẳng lọt đâu, tiên mà phạm giới cũng thâu lại phàm. Việc chi dù lắm muốn ham, nếu không chính đáng cũng cam nhịn chừa. Dục tâm biết lượng sao vừa ham, rồi ham nữa bao giờ hết ham. Ham trong nhất cách chừa kham, được vui muốn thở được làm siêu nhân. Thân trần ai cũng thân trần, khác nhau ở chỗ tinh thần tục tiên. Tục dù sang mấy cũng hèn, tiên dù hèn mấy cũng thiên hơn đời. Còn sanh còn chịu luân dơi, hết sanh hết bị chốn nơi cõi trần. Luận suy cho đủ xa gần, đảo màu ở chỗ tinh thần bất di. Đầy lòng bác ái từ bi, cứu đời chẳng chút tiếc chi với đời. Là chân đệ tử con ơi, phổ thông đạo lý đến nơi cuối cùng. Tu không đợi lúc gia dùng, đạo không chờ đến đời cùng mới khai tu. Vì muôn hết đầu thai, đạo vì cứu kẻ mê sai mà truyền. Dù không có cuộc biến thiên, cũng tu cho khỏi nghiệp duyên luân hồi. Huống là gặp lúc tận đời, sự tu càng phải trao dồi nhiều hơn. Người sờn sanh tử không sờn, chẳng tu hết nghiệp người còn bào thai. Hễ sanh phải tử chừa ai, tử sanh còn chịu thanh thơi bao giờ. Nghe lời Phật mách quyền cơ, vượt qua bể khổ lên bờ giác linh. Sầu ưu hết buộc lấy mình, cùng hàng Bồ Tát kết tình trường sanh. Các ma bệnh hết hoành hành, tử thần cũng chẳng dứt danh mãn căn. Cảnh vui còn nào bằng, bất sanh bất diệt niết bàn là đây. Mau tu chưa trễ phục dây, mộng đời như bông xế tây non đài. Thấy con nhăn nhó mắt mày, phòng đơn bông chiếc lòng này thêm đau. Từ xa mượn ngón quỳnh hào, cùng con hỏi ngộ để trao lời lành. Vợ này cũng đã thâm canh, mộng trần đang nhúc chúng sanh ta bà. Xác tuy còn thở vào ra, nhưng hồn đã bị chúng ma lưu đày. Mộng thân chỉ một đêm ngày, mộng tâm thì nó kéo dài muôn thu. Thân tâm nhúc giữa ngục tù, đớn đau vô lượng khổ sầu vô biên. Cảnh này cứ mãi tiếp liên, lòng từ há ngồi yên mà nhìn. Cứu dân được khỏi cực hình, thầy trò mới được thỏa tình từ bi. Thuyền từ xuôi ngược cứ đi, khách chưa tới bến dễ gì thuyền ngưng.
riêng mình dù khổ cũng ân miền, cho ba tánh xa gần được vui. Tình yêu nhân loại không nguôi, bỏ thân thì chịu, bỏ người thì không, luôn luôn nuôi chí đại đồng. Bốn phương trời chỉ một lòng yêu thương, tạo nên thế giới thiện lương sống, thì hạnh phúc thác nương Phật đài. Thương nhau như một bào thai, nhìn nhau bằng mắt đắng cay không còn. Bao nhiêu tình cảnh hiu vòn, tan như nắng tuyết không còn diễn ra. Bắc Nam đồng chí hảo hòa, người người lát nghiệp nhà nhà an cư. Điều này phải được ý như đạo khai trước, muốn cho người bấy nhiêu. Đêm nay chỉ có mấy điều con nên truyền lại cho nhiều người nghe. Lửa tuy chỉ có một que, khéo mồi ra cả muôn nhà sáng trưng. Đến đây thì Phật lùi chân, để ta trở lại một thân nơi phòng. Cảm ơn nước mắt nhỏ ròng, ta sao hết được tấm lòng từ bi. Trải qua nhiều thuở nhiều kỳ, Phật không tiếc một điều gì với ta. Lời này ai được nghe qua, nên suy nghiệm kỹ rồi mà tu theo. Nước hồ nào được trong veo, thì soi thấy bóng như nhau khác gì. Với ai Phật cũng khắp muôn dân. Cái tình thương giả dối đổi ra chân, thương người cũng như thương thân mình vậy. Thương để cứu cho nên thương để hại, thương cao thanh đừng thương lối đê hèn. Đời tối tâm tình thương ấy là đèn, đời đau khổ tình thương trên tất cả. Giàu tình thương xã hội đời thông thả, nghèo tình thương khiến thiên hạ đau điên. Cái tình thương có sức mạnh vô biên, xoay thời loạn ra thời yên trị được. Cái tình thương chuyển hóa thành ra phước, người hòa vui nhờ có được tình thương. Cái tình thương ấm áp tờ thái dương, tình thương cũng như nước nguồn mát mẻ. Đời như thế đứa hài nhi mới đẻ, cái tình thương như sữa mẹ nuôi thân. Thời đại nào tình thương cùng thiết cần, tình thương mất người ta không tồn tại được. Dân tộc mạnh tình thương không mất nước, tình thương nhau phải lật khiến thế lương. Thật tình thương đem đặt giữa chiến trường,
chiến trường ấy máu xương không còn đâu. Thật tình thương đặt giữa cơn gai gỗ, gai gỗ kia tức khắc trở nên hoàng. Thật tình thương đặt trong tánh người ta, người ta sẽ hóa ra Bồ Tát Phật. Trong khi niệm Phật ngồi thiền, chỉ là niệm Phật chớ xen niệm trần. Muốn được Phật hóa thân đến rước, phải nhất tâm niệm Phật chí thành. Giữ lòng niệm Phật cho thanh, tất nhiên được Phật rước lên sen vàng. Thấy nhiều kẻ muốn sang cực lạc, mà lòng như bụi rác cống mương. Thế là dù Phật có thương, cũng không thể hiện bên giường rước đi. Làm tội ác trong khi chưa biết, khi biết rồi cương quyết tranh xa. Một lời niệm Phật phát ra, đủ làm sức cảm Di Đà tiếp linh. Phật độ kẻ hữu tình với Phật, chứ Phật không thể rước con ma. Cho nên khi niệm Phật đà, phải lòng như Phật để mà niệm lên. Muốn niệm Phật mau nên hiểu quả, hãy niệm như vũ mẹ con thơ. Mẹ không quên vũ con chờ, con thèm sữa mẹ hằng giờ nhớ luôn. Cựu phẩm muốn đặt chân tới chỗ, chính từng sen muốn có điểm danh. Phải nên niệm Phật làm lành, lòng thành càng mạnh càng thành tựu mau. Từ nơi xứ anh đào giảng dầm, dạy dần thơ xin nhắn quê hương. Người nào muốn đáo Tây Phương,
phải vừa niệm Phật, phải lương thiền lòng. Làm ra chẳng dám ăn xài, chết rồi bỏ lại mặc ai tiêu dùng. Lòng tham lúc sống vô cùng, chết rồi tham ấy còn dùng vào đâu. Chính mình mang tiếng hiểm sâu, của làm ra ấy nó đâu theo mình. Xác thân nhất định ra sình, của tiền nhất định bỏ mình ra đi. Kiếp trần đến phúc chung quy bạc, tiền là thứ vô nghì phải chăng? Vì tiền làm mất thiện căn, vì thân để kiếp trầm thân muôn đời. Giữ thân trái đạo thân rời, làm tiền phi pháp tiền rơi không còn. Mỗi ngày tuổi thọ mỗi mòn, lòng tham trái lại ngày càng thêm tăng. Càng tham càng nặng tội căn, chết rồi của bỏ nghiệp mang theo mình. Nghiệp kia vẫn lộ tự sinh, lần này khổ gấp muôn nghìn lần qua. Để lòng suy nghiệm kỹ ra, tánh tham hiện kiếp phải là ngu không. Chỉ bằng mượn lớp bụi hồng, lấp đường sanh tử dung trồng thiện căn. Mượn sanh tử tạo niết bàn, lấy thân bùng tạo thân vàng dài lâu. Phú ông nghe nói gật đầu, khen rằng lời ấy ngọc châu không bì. Nhận mình đã quá mê si, già rồi mà chẳng hiểu gì sự tu. Chỉ lo tiền bạc góp thu, không lo thần chết đến ru lúc nào. Chớ chi được thức tỉnh mau, tội tham đâu nên đổi cao. Ngất đầu Diêm Vương sắp bắt đi chầu, hôm nay mới được lời mầu đến tay. Phú ông ngước mặt thở dài, trong lòng hối hận những ngày đã qua. Nhà sư liền kể thêm ra, xin ông chớ tưởng tuổi già hết tu, thật tâm hướng thiện quầy đầu. Chỉ trong nhất khách được chầu Như Lai. Ví dụ sắp chết ngày mai, bữa nay hối ngộ liền đài cũng lên. Tội do tâm nó tạo nên, thì là phước cũng tâm đền được ngay. Tâm mê lạc cảnh trần ai, nếu như tâm giác Phật đài được qua. Giác mê bất luận kẻ già, chỉ người giác được hay là còn mê. Giác tu nhất khách Phật về, mê tu muôn thuở cũng là phàm phu. Thế nên đồng một trường tu, người thì phát huệ kẻ ngu suốt đời. Nhà sư vừa nói dứt lời, phú ông vừa cũng đồng thời phát tâm. Bắt đầu mẫu đạo quyền thâm, lợi danh gác bỏ chuyên tâm tu hành. Bao nhiêu tiền của đã dành, đem ra bố thí nhân sanh xa gần. Vừa làm nuôi sống xác thân, vừa đi khuyên giải nhân dân tu hiền. Thôn quê cho đến thị tiền, nhờ ông mà tạo phước duyên rất nhiều.
liền vào một buổi chiều hào quang sáng rực trên lều phú ông. Người gần thấy giả đến trong thì ra thấy xác phú ông đang ngồi. Nhưng ông đã nhập tịch rồi chắp tay vào ngực thân ngồi nghiêm trang. Trên đầu phóng một hào quang ấy rọi trên ngàn dặm cao. Người gần xa xúm lại nhau chắp tay quỳ xuống thì thào vái vang. Trẻ già cũng một lời rằng phú ông đã nhập niết bàn không sai. Lời này thâu đến gai trái, lòng vừa cảm phục vừa quay đường lành. Phú ông nhờ có tâm thành, cho nên nhất khắc tu hành được siêu. Phật rằng con xét bấy nhiêu, tánh tham bỏ được đủ siêu Phật đài. Chữ tham ấy của trần ai khác hơn, tham dược cõi ngoài trầm luân. Nghe lời Phật nhắc tiền thân, khiến lòng đây bắt bần khuân trăm chiều. Xưa đây như thế còn siêu, thì ai cũng có thể tiêu tội tình. Đọ siêu gì cũng tại mình. Giác tâm là Phật, mê tình là ma. Nghĩ rồi đây mới thưa ra, kiếp xưa con cũng vẫn là phàm phu. Phật liền nói huệ với ngu, cũng như ngủ thức khác nào ơi con. Hồng kia chát bởi còn non, chính rồi hồng ngọt chát còn đâu xanh. Trước hùng sao biết làm lành, việc hùng xưa đã tan tành còn chi. Phú ông xưa đã mê si, sau khi giác ngộ mê gì cũng tan. Xưa kia con cũng phàm gian, nhờ tâm giác ngộ sen vàng được lên. Thật ra mọi việc hư nên, do tâm chứ có bắt đền nơi ai. Phú ông xưa với hiện nay cũng là con, chẳng phải ai xen vào. Từ bi đã nguyện trùm bao, xưa nay vẫn một khác nào ơi con. Khổ lao sanh chung nếu còn, thì còn chuyển kiếp chiều loạn đổ dân. Cứu đời dù phải quên thân, cũng vui chẳng chút ngại ngần ơi con. Ngày nay gặp cuộc héo von, lời nguyền xưa mất hay còn thấy ngay. Thấy con đang tuổi còn trai, một lòng đạo pháp hoằng khai không sờn. Cho nên từ chốn kiếm sơn, lời lành Phật chuyển để con thêm tường. Lối đi rất có muôn đường, chọn đường đi tới Tây Phương kẻo lầm. Con ơi ngọc ân khó tầm, đường chân khó kiếm, đạo tâm khó mò. Chúng sanh nghiệp chướng quá to, ngăn che trí huệ khiến cho sai lầm. Trừ xong nghiệp chướng nơi tâm, thấy chân diện mục rõ mầm bổn lai. Còn ngăn còn thấy trong ngoài rút ngăn, chỉ một hình hài rộng không. Đến đây Phật cất giọng đồng ngâm lên bài kể của lòng như sau. Bóng hình đâu chẳng thấy, khi thấy rõ bóng hình vuông tròn đều cũ túc, vạn vật chi tối linh.
dứt lời thanh thoát ngọt ngào đây liền mất niệm cúi đầu cảm ơn. Nếu như chẳng có sâu duyên trong đời mạt pháp kệ chân khó tường, vì yêu ba tánh thập phương từ bi lấy kệ khai đường mê ly. Ẩn sâu biển thẳm khó bì đời con biết phải lấy gì đáp xong. Qua vui tràn ngập cõi lòng đồng thời lệ cũng lưng trồng khó ngăn. Trong lòng vừa thấy băn khoăn liền nghe lời Phật báo rằng con ơi. Trời soi là phận ánh trời, người không phi ánh sáng thời là ngoan. Đã qua được giấc mộng tràn gọi người chưa thức nào toán mong đền. Nếu như ân Phật không quên thì điều Phật bảo khá nên nghe lời. Tỉnh xong được giấc mộng đời sẽ cùng Phật thức coi trời bình minh. Khi mê cảm thấy nặng mình tỉnh rồi toàn thể như phình nhẹ ra. Vì người mắc bệnh thấy lòa chứ đèn một sắc đâu ra nhiều màu. Loạn tâm thấy việc loạn vào thật ra thì có việc nào loạn đâu. Xét cho thấy rõ đuôi đầu vọng tâm là gốc khổ sầu chúng sanh. Vọng tâm chưa được bình thanh thì điều sầu khổ còn sanh ra hoài. Dẫu nằm bên cạnh Phật đài vọng tâm chưa dứt nạn tai khó trừ. Phật đài vốn cảnh chân như, cảnh chân như ấy cho người như chân, cảnh và người chẳng kém hơn. Nếu người kém cảnh không gần được đâu, tu mau hay đã tu lâu chân như chưa đạt sở cầu chưa nên. Đời tàn càng đến gấp bên thì chân như ấy càng nên giữ lòng. Chắc chua lắm giả bưởi bồng đạo thì lỗi đau đời không mê mãn đời. Con ơi không những nạn trời chúng sanh còn chịu nạn người đã đoan. Sấm đâu lại bỗng nổ vang trẻ già bất tỉnh mê mang sắc hồn. Tay bay quả gửi dập dồn tài ba thây mây cũng không ngăn ngừa. Chết nằm trong nắng trong mưa, chết trôi theo gió, chết đùa theo mây. Chết do máy tạo chuyện xây, chết vì những loại súng gây tai nạn. Chết nào bằng chết ôn hoàng, những thua cái chết khổ khăn khi trời. Chúng sanh mạng sông ngắn rồi, còn làm ngắn nữa vô hồi đau thương. Cũng nên đồng ý cải lương để cho mau được bớt đường nan tay. Mở tình yêu khắp nhân loài giúp nhau cuộc sống được dài thêm ra. Giận nhau mấy cũng nên tha, thù nhau mấy cũng nên hòa tốt hơn. Hơn người tất bị người hờn, ghét người người ghét không hơn được người. Hòa nhau cho được vui cười hơn là thù ghét suốt đời âu lo. Mình no người khác cũng no, sự vui ấy có chỉ so sánh bằng. Dục tâm mấy cũng ráng dằn dằn cho đến dứt
tuyệt căn không còn. Tình yêu nhân loại chẳng mòn sánh cùng chư Phật đâu còn chỗ sai. Thương người như thể chân tay, ở trong thế giới hết ai sanh rầy. Sự tu chính ở chỗ này, cho nên cần khắp nhân loại biết tu. Người khôn dìu dắt kẻ ngu giàu, thì giúp có là tu thật lòng. Giả tu thì có rất đông, thật tu lập kỹ ra không mấy người. Giả tu nên thế gian cười, thật tu ai dám đem lời ngạo khinh. Giả tu nên Phật tông linh, thật tu sẽ thấy Phật minh vô cùng. Bị người tu dối lạm dùng, khiến cho ba tánh ngại ngùng đường tu. Lâu rồi cửa đạo mờ lu, một con sâu bướm làm sầu nồi canh. Thấy hư bỏ luôn sau, đành ra tay sửa lại cho thành tốt tươi. Đạo khai chẳng cứu được người, đâu còn ý nghĩa tuyệt vời ơi con. Thấy ai tâm đạo mỏi mòn, sợ lo như mẹ thấy con đắm thuyền. Tốn bao nhiêu của nhiêu tiền, cũng vui miệng cứu con lên tới bờ. Con ơi nếu trễ thời cơ, chúng sanh như nước vỡ bờ khó ngăn. Sớm khuyên đời biết ăn năn, sớm làm bớt được những lần đáng tên. Còn nghe những tiếng khóc rên, thì người tâm đạo chưa nên yên ngồi. Ra công tô điểm đắp bồi, cho nền Phật Pháp được hồi phục hưng. Đạo màu tràn ngập trong dân, hòa bình trở lại thôn lân vui vầy. Trò không thẹn mặt với thầy, thầy trò xúm họp là ngày an cư. Tuy rằng nhà cửa rách hư, đồng tâm sửa chữa tốt như buổi đầu. Mặc ai làm nói tơ cầu, phận chân đệ tử một câu trung thành. Bỏ thân mây lượt cũng đành, đường tu tuyệt đối hy sanh trọn đời. Nhớ rằng khi thở một hơi, một câu niệm Phật đừng rời trong tâm. Việc chi muốn khỏi sai lầm, trước khi làm nhớ để tâm suy lường. Nếu là công việc thiện lương, cứ làm mặt kẻ đón đường ngăn sông. Thấy ai khổ biết động lòng, nghe người nói đạo như rồng gặp mây. Biết công ráng sửa cho ngay, hiểu lầm cố sức đổi xoay khỏi lầm. Ngủ mê đến mấy triệu năm, thức trong chốc lát đủ làm sáng ra. Chớ lo trí huệ còn xa, đèn khi châm lửa thì nhà sáng trưng. Một khi bên nước đến gần, tức thời thấy rõ toàn thân của mình. Chớ cho sao lãng chân tình, quả kia sẽ kết cho mình nay mai. Con ơi gương bụi đóng dài, muốn mau trong phải lao ngày lao đêm. Tại mình không nỗ lực thêm, chứ không phải tại gương hèm ai đâu. Tánh gương trong sáng từ lâu, bụi mờ gương có mờ đâu bao giờ. Phật cơ vốn ở tâm cơ, tâm cơ mở được Phật thờ linh ngay.
tại mình chẳng phải tại ai không trao, trong cứ dồi ngoài sao nên. Muốn cao mà chẳng leo lên, trách sao chẳng thấy rộng thênh bầu trời. Phàm tâm ôm mãi không rời, làm sao thấy được con người thanh tâm. Gục mê ba tâm quá thâm, mộng trong giấc mộng lỗi lầm càng to. Bảo nên bưng gốc không lo, cứ lo chặt nhanh bao giờ cho xong. Tội do lòng chẳng sửa lòng tu, như thế đo uổng công bất thành. Sáu căn nếu chẳng trọn lành, thì là không thể hoàn thành sáu tâm. Phải làm cho lắng biển lòng, mới nhìn thấy được mắt rồng quý nghi. Tâm còn thay mấy mê si, như trăng mây án làm gì thấy ra. Khắp trong ba tánh trẻ già, tự mình xét lấy tất là hiểu ngay. Lòng mình hiểu hơn ai, khỏi cần phải hỏi người ngoài làm chi. Quy y mà được hành y, đạo nào cũng đắc quá chia cũng thành. Còn tu mà chẳng chịu hành, như trồng không tưới cõi ngành heo khô. Miệng mô chẳng chịu mô, mô bao nhiêu cũng như hồ mắt mưa. Dân hương cũng Phật sớm trưa, thành tâm rồi sẽ tay đưa lên đầu. Lại hay không chẳng chấp đâu, chỉ cần người thật tâm cầu Như Lai. Những người trước Phật lại dạy, về nhà làm ác Phật ngài đâu vui. Tóm thâu vơ vét của người, đem ra cung Phật, Phật trời chứng đâu. Phật trời hiểu rộng thấy sâu, người nên thành ý chớ âu làm trò. Của mình một tí đem cho, giá hơn của cướp mấy kho xôi vàng. Phật là khắp cả thế gian, muốn dẫn cho Phật phải sáng cho người. Người xong thì Phật cũng rồi, bỏ người theo Phật, Phật trời cũng xa. Xưa kia còn nhớ Thích Ca, vật chi cũng bố thí ra cho người. Đạo cao nhờ rộng độ đời, bởi đời không đổ trái lời từ bi. Lối tu im thế bỏ đi, cần nên hỗn tục tùy nghi đổ đời. Bằng tiền, bằng sức, bằng lời, bằng nhiều phương tiện giúp người tỉnh mê. Ở quê thì dùng lối quê, ở thành thì phải cần thuê lối thành. Tùy thời quá độ nhân sanh, văn minh phải lấy văn minh độ người. Văn minh đạo khác hơn đời, đời thời minh giả đạo thời minh chân. Đời minh chỉ ở xác thân, đạo minh vật chất tinh thần cả hai. Đem minh trong độ minh ngoài, độ người thì phải cho hay hơn người. Vào đời mới độ được đời, cột con muôn bắt phải chuối hang hầm. Chẳng tùng sanh chung hợp sum, khó làm cho họ quy tùng đường tu. Độ khôn chỉ mất một xu, độ ngu phải tốn mấy lưu đồng tiền. Độ khôn chỉ nói một dòng, độ ngu phải thuyết mấy chồng kể kinh. Chớ quên ca nước
chim cành đổ người, phải nhắm cảnh tình người ta. Bệnh nào thuốc nấy cho hòa, y sư tùy chứng cho toa kéo lầm. Chúng sanh còn lâm chấp tâm, nếu không khéo đổ sẽ làm mất duyên. Tục làm cho trở nên tiên khó hơn bảo dưỡng đừng truyền trên cây. Cho nên từ trước đến nay tu nhiều nhưng rất ít ai được.